Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay máy câu để cho mọi người lựa nha. Đầu tiên là con máy câu này. Con này thì chắc là China hay Taiwan gì đó xuất Nhật nha mọi người. Đấy, xuất sang Nhật. Con này thì chất liệu là graphic nha mọi người. Con này size tầm khoảng size 1000 nha mọi người. Đấy, size 1000. Tay thì không đảo tay trái phải được và không gập tay được, không đảo tay trái phải và không gập tay được nhé. Đấy, quá. Nó có một chế độ này thôi mọi người, một chế độ khóa một chiều này thôi. Đấy, không có chế độ thứ hai. Này, trượt cước ở trên cái thành này luôn. Đây, có mấy cái thông số của nó đây. Cước hay nhờ gì 0.22 là vào 185 mét, 0.28 là vào 120 mét và 0.3 là vào 90 mét nha mọi người. Đấy. 2,7, 3,6, 4,5 kg, nó kéo được cá khoảng 4,5 kg luôn đó nha mọi người. Đấy. Thử xem cái ratio của nó khoảng bao nhiêu. Một, hai, ba, khoảng cỡ 3.1 nha mọi người, radio khoảng 3.1 nhé. Con này con số 1 30.000, số 1 30.000 nha mọi người. Tiếp theo số 2 là một con máy Olympic nha mọi người. Con Olympic này thì xuất xứ của nó là Korea nha mọi người, made in Korea này, made in Korea này. Chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon này, carbon. Con này size tầm khoảng size 800 đây, 700 này, size 700 Olympic này. Size 700 Olympic này nó tương đương với cái size của thằng Shimano là khoảng cỡ 1000 mà Shimano khoảng 1000. Đây. Olympic. Cái dòng này 700 nhưng mà nó to cối rồi, nó to. Máy nó to khoảng cỡ size 1000 của thằng Shimano á. Đấy. Ok, chất liệu là carbon nha mọi người. Rồi. Qua thử. Đây. Bên này thì nó như thế này, hình như cái dòng này không biết nó có cái nắp đại chỗ này không nữa, mình không để ý nha mọi người. Không biết nó có nắp đại ở chỗ này không hay là nguyên ring của nó như thế này, mình cũng không để ý lắm nhé. Đấy, mình cũng quay cho mọi người coi thẳng luôn. Đấy, người coi tự coi ngoại hình nhé. Đấy, cái tay này gặp được nhưng mà mình thấy cái chỗ này đang bị cứng này. Đấy, chỗ này đang bị cứng nhé. Mọi người về thử vệ sinh ra xem đang bị cứng. Đấy. Đấy, khóa một chiều này nha. Ok, cái sứ trượt cước còn ok nha mọi người, gốm sứ trượt cước còn ok. Nó chạy bằng ổ bi nhé. Đây, cước số 2 vào 150 mét, số 3 vào 100 mét và số 4 vào 80 mét. Đấy, người nhìn cái thông số cước này của nó là biết nó tầm size khoảng cỡ size 1000 cơ. Mình không thấy ghi ratio, để mình thử xem cái ratio khoảng bao nhiêu nhé. 1 2 3 4 đúng ta. 1, 2, 3, 4. Radio khoảng 4.7, 4.8 nha mọi người. Radio khoảng 4.7, 4.8. Con này con số 2. Số 2, 220.000 nha mọi người. Số 2, 220.000. Số 2, 220.000. Số 3 là một con máy...
Ryobi, Ryobi, máy Ryobi, size 1000 nha mọi người, chạy bằng OBI này, chất liệu là carbon nhá, chất liệu là carbon. Đấy, con này đảo tay trái phải được, đảo tay trái phải được. À, lúc nãy cái con số 2 này mình quay nói nhá, con số 2 này cũng đảo tay trái phải được nha mọi người, đảo tay trái phải được, gập tay được nhưng mà nó đang bị kẹt. Con này đảo tay trái phải được và gập được này, đảo tay trái phải và gập được này. Đấy, khóa một chiều này. Đấy, ok. Khuyên ra cước còn đẹp này. Đây này, gốm đàn, gốm nào của nó này. Radio của nó là 5.1 nhé. Radio của nó 5.1. Cước số 2 vào 150 mét. Số 3 vào 110 mét. Và số 4 vào 90 mét cho mọi người. Đấy, ok. Con này con số 3. Số 3. 210. Đấy. Tiếp theo. Số 4 là một con máy Daiwa GX700. Con này mã GX700 nhưng mà size thực của nó tương đương với size 1000 nha mọi người. Chất liệu là carbon, chất liệu là carbon. Ngoại hình nó chạy 2 ổ bi này, ngoại hình của nó này. Mọi người xem nhé. Đấy. Rất là đẹp. À, con này thì đảo tay trái phải và gập tay được nha mọi người, đảo tay trái phải và gập tay được. Đấy. Quá một chiều này. Mở. Đấy. Cái khuyên ra cước này bằng gốm nâu đỏ vậy. Nâu đấy. Thông số cước của nó, cước số 2 vào 150 mét, số 3 vào 100 mét và số 4 vào 75 mét nha mọi người. Mình không thấy ghi radio, để mình thử radio cho mọi người nhé. Một, hai, ba, bốn. Radio khoảng cỡ 4.2, 4.3 nha mọi người. Radio khoảng 4.2, 4.3. Này. Con này, này, nó ghi ra băng luôn đây. Con này con số, số 4. Số 4, 250.000 nha mọi người. Số 4, 250.000. Tiếp theo số 5 là con máy này. Này. Con máy nằm nha mọi người, máy nằm. Olympic, máy nằm Olympic. Đấy. Con này thì cái dòng Midgate này mọi người. Đây, dòng Midgate. Midgate này thường mình nhớ là cái dòng Midgate này đảo tay trái phải được, mà con này thì mình chưa mở ra mình không biết. À, con này trượt cước bên này rồi nó không đảo tay trái phải được mọi người. Đây. Nó đang tay phải, con này tay phải nha mọi người. Đấy. Ok. Này, có một chiều này. Ok. Điều cước này. Đó. Côn kết lại đây, siết côn cho nó cứng lại đây. Đấy. Nở ra. Ok nha mọi người. Đấy. Đặt lên bàn tay mình khá là to nha mọi người. Máy nằm thì mình không biết đọc size nó bao nhiêu. Đấy, đọc size bao nhiêu. Nhưng mà cái trục này thì mình thấy nó to bằng cỡ, bằng một cỡ với cái con máy đứng á. Cái cấu này mình thấy nó to bằng với cái máy đứng là cỡ khoảng size 2000 nha mọi người. Cỡ khoảng size 2000. Đây, cái cấu này. Đấy. Ra băng này. Con này con số 5. Số 5. 190.000.
số 6 là một con máy Shimano Demi Titanus Tataru chứ, Tataru. Này, con này nó có thông số này, radio 3.6 này, cước số 2 vào 150 mấy, số 3 vào 100 mấy và số 4 vào 70 mấy, thì cái size này tương đương con size 1000 nha mọi người. Tương đương con máy đứng là size 1000 nhé. Đấy. Đó như thế này đây. Nó có đếm đếm số mấy nữa nha mọi người. Đấy. Nó có đếm cái này nữa. Đây này, trả về không này. Ok. Trả về. À, chỉnh chế độ khóa một chiều này. Đấy. Rồi, mở hết luôn này. Đây, chế độ này thì hai chiều. À. Con này quay tay phải nha mọi người, quay tay phải, côn của nó ở đây. Đấy. Ngoại hình như thế thôi. Máy nằm thì chỉ có giới thiệu như thế thôi nha mọi người. Này con số 6. Số 6 170.000. Số 7 là một con máy Daiwa size 1000 nha mọi người, đây. Nó ghi luôn. Size này tương đương size 1000 đây. Size thật. Máy nằm Daiwa. Này, điều cước này. Con này cái này sử dụng tay phải nha mọi người. Sử dụng tay phải. Đây, khóa một chiều. Hai chiều. On off này. Xả này, đây. Chế độ xả luôn. Ok. Rồi. Đấy, đây qua ST1000 như đây. Millenary Neri. Con này con số 46, số 7. Số 7. Số 7 150.000 nha mọi người. Số 7 150.000. Số 8 là một con máy Olympic. Này, Olympic. New Midget No 2. Này. Hai chiều. Chế độ này xả luôn chứ, xả luôn này, hai chiều này. Rồi khóa một chiều này. Ok. Côn này. Con máy này nó rất là đơn giản thì thôi. Con này á, con này size tương đương của nó, size tương đương size thật của nó tầm size 1500 nha mọi người, tầm size 1500. Đấy. Olympic. Đấy. Ok. Con này con số 8. Số 8 150.000. Này, làm kim loại giống inox rồi chống rỉ luôn đây. Này. Nhìn dập đã chứ. Cầm nó cũng mới nằm nó sướng thiệt. Tiếp theo cũng là con máy Olympic nha mọi người, máy nằm Olympic Midget. Con này size tương đương của nó size 1000 nha, size tương đương của nó size 1000. Đó, mở hết này. On này. Đấy. Rồi. Chế độ khóa một chiều này. Đấy, chế độ nhả cước này. Đó, ok. Ba chế độ, ok. Côn siết vào. Đấy, nhả ra. Ok. Này con này. Midget Olympic Japan. Con này con số 9. Số 9. 150.000 nha mọi người. 150.000. Tiếp theo số 10 này, con máy này, con này cũng của Olympic luôn,
dòng Midgate 200 này. Con này size tương đương của nó cũng size 1000 nha mọi người, size thật tương đương của nó size 1000. Đấy. Con này có đổi tay trái phải được không nè. Mọi người về mở ra kiểm tra thử nhé. Đấy, cái dòng Midgate này nó hay có đổi tay trái phải lắm. Đấy. Rồi. Off luôn này, off luôn này. Đó, chế độ nhả cước nha. Đó. Này, khóa một chiều này. Ok. Full chức năng. Made in Japan. Nè. Inox. Không rỉ đây này, không? Yes. Máy dùng bao nhiêu lâu nó cũng không ố cả. Sáng choang. Con này con số 10. Số 10. 150 nghìn. Số 11 là con máy Shimano. Shimano nha mọi người. Đấy, con này khá là ok. Chuẩn. Shimano dòng Demi 100. Con này size tương đương của nó khoảng cỡ 900. Đấy. Size thật tương đương của nó 900. Đây, chế độ này là chế độ nhả trâu cước luôn đây. Đấy, thắng này, đấy, thắng này, thắng này. Đấy. Qua là bỏ thắng này. Cái này gọi là, mọi người gọi là thắng từ hay cái gì đấy. Cái dòng này cao giống kiểu Chinu á. Đây. Ok, hai chiều này. On. Nhả hai cước. Thế thôi. Con này cái dòng này nó không có chế độ khóa một chiều nha người. Dòng này không chế độ khóa một chiều. Đấy, rồi ok. Con này con số 11. Này, da băng đây nha mọi người, da băng. Shimano da băng. Số 11. Số 11. Con này 150 nghìn nha mọi người. Số 11, 150 nghìn. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship nha mọi người. Và trước khi mọi người nhận hàng, mọi người phải mở hàng ra kiểm tra coi cẩn thận, xem có bị sai sót hay là nhầm lẫn gì so với trên video hay không, và bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển hay không nha mọi người. Báo cho mình ngay lúc đó để mình giải quyết luôn. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà nhận hàng xong rồi mới báo mình bị này bị kia nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều.